Ok, hello, xin chào tất cả quý vị và bạn nha. Và lại là mình Trương Phí Shooter đây. Thì trong video này, hôm nay chúng ta sẽ cùng reaction tập 15 của Ben 10 vs Zombies Ultimate Defense. Rồi, bắt đầu nào. Và đã lâu lắm rồi không thấy ông Hương ra. Làm sao ở phim mới nên là sao giờ reaction đây ta tắt đi thế thì mình bắt đi. Thực sự là nhá. Thực sự mình nói thật, mình là mình trầm cảm khi xem cái đoạn này, mình bị trầm khi mà mình xem cái đoạn này, xem cái đoạn đập bị ô tô đâm, đoạn tai nạn giao thông, xem mình trầm cảm luôn. Đánh nặng là chiến đấu, đè đè là chiến đấu nha mọi người. Quý vị có đoán ra được khách mời trong tập 15 này hay không? Mèo xanh trong 1000 câu hỏi tại sao nhân vật mèo xanh nhỉ? Đó chính là nhân vật mèo xanh. Cả hai đều dùng camera times 10. Vâng. Rồi, như vậy là hết phim rồi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.